quy hoạch tổng thể bán đảo Thủ Thiêm đã có nhiều lần thay đổi, có nhiều bản quy hoạch khác nhau trải dài theo thời gian, nhưng đều dang dở, không thành công và còn nhiều hạn chế. Chính quyền thời trước đã nhìn thấy tiềm năng bán đảo Thủ Thiêm, đã bắt tay thực hiện công việc quy hoạch cho bán đảo từ năm 1923 và kéo dài cho đến năm 2012 mới chấm dứt. Các bạn có thể xem quá trình thực hiện qua các năm chính yếu nhất của nhiều tổ chức tư vấn quốc tế như hình ảnh. Và thực sự công cuộc lựa chọn bản tối ưu nhất cuối cùng để xây dựng thành hình khu đô thị Thủ Thiêm hiện nay chính là bản quy hoạch vào năm 2012 của công ty tư vấn Sasaki nổi tiếng thế giới đến từ Mỹ. Công việc lập bản đồ quy hoạch tổng thể của Sasaki cùng Trần A. Phây Củ ngồi mòn đít, mỏi cổ, chỉnh lên chỉnh xuống cho phù hợp phát triển và tầm nhìn. Quá trình kéo dài tận 9 năm trời đằng đẵng, chăm chút chỉnh sửa, uốn nắn mới hoàn thành công việc. Điều này cũng cho thấy thành phố đặt rất nhiều kỳ vọng vào tương lai tầm cỡ, hoành tráng bậc nhất của khu đô thị Thủ Thiêm, với mong muốn phát triển bán đảo Thủ Thiêm như phố Đông Thượng Hải. Từ 2003, khi công ty Sasaki giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế quốc tế, thiết kế trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm 657 hectare. Quá trình điều chỉnh đến năm 2012 thì hoàn thành hồ sơ, bàn giao cho chính quyền thành phố. Trong đồ án của Sasaki cũng đề xuất một cao ốc 86 tầng, chính là tòa tháp nằm trong dự án Empire City Thủ Thiêm. Từ năm 2005, ba công trình hạ tầng đầu tiên thành hình theo đồ án là cầu Thủ Thiêm 1, đại lộ Đông Tây và hầm Thủ Thiêm để kết nối hai bờ đã được xây dựng dựa theo đồ án quy hoạch của Sasaki. Trong bản quy hoạch năm 2012 được lựa chọn phát triển đến nay, điều chỉnh khu đô thị mới Thủ Thiêm do một công ty Nhật Bản tư vấn thêm, dựa trên nền quy hoạch công ty Sasaki, đã phân chia Thủ Thiêm thành 8 khu chức năng như hình ảnh, thay vì 5 phân khu như bản quy hoạch có từ năm 2005. Hiện nay, bán đảo Thủ Thiêm, các dự án thành phần nếu thuận buồm xuôi gió, xuân sẻ pháp lý thì đang đua nhau mọc lên các tòa nhà sang trọng. Mới đây, dự án khu phức hợp thông minh của chủ đầu tư là tập đoàn Lotte thuộc khu chức năng số 2A, nằm trong khu lõi trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh lại nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào những ngày cuối tháng 12 năm 2021. Theo nhiệm vụ mới, thì Lotte sẽ phát triển Eco Smart City trên khu đất 7,45 hectare, chia thành 6 lô đất. Việc điều chỉnh lần này cũng cho thấy rõ hơn ranh giới, chính xác vị trí dự án Eco Smart City của Lotte sẽ phát triển trên phạm vi một phần khu chức năng 2A có tổng diện tích đất gần 17 hectare, so với bản quy hoạch trước kia là 12 lô đất. Bởi hồi cuối năm 2019, nhà thờ Thủ Thiêm đã chính thức được thành phố Hồ Chí Minh công nhận là khu di tích cấp thành phố, nên công trình tôn giáo đã thoát khỏi cảnh bị phá bỏ hoàn toàn. Vì thế dự án đã bị giảm đi quy mô diện tích. Xét về vị trí của dự án, nằm trong một phần diện tích khu 2A, thì phần đất này sẽ nằm tách biệt ở phía sau nhà thờ Thủ Thiêm, ngăn cách bởi đại lộ vòng cung. Điều đặc biệt nhất là dự án Eco Smart City, theo quy hoạch, sẽ có ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị kéo dài của tuyến metro số 2, đi ngầm qua khu đất. Và cũng sẽ có định hướng thêm là tàu điện tốc hành trên cao, nối Thủ Thiêm với sân bay Long Thành. Ngoài diện tích xây dựng khu phức hợp thông minh, nhà đầu tư Lotte còn triển khai đầu tư hoàn chỉnh 4 đoạn đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối bên ngoài khu phức hợp để đồng bộ với hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau đó, sẽ bàn giao toàn bộ hạ tầng cho cơ quan nhà nước quản lý. Theo bản phối cảnh mới nhất, thì 6 lô đất chia thành 2 khu chức năng khác nhau, với 10 tòa tháp, nơi được đánh dấu 2 màu xanh đỏ. Ba lô ở phía nam, có mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, sẽ phát triển dự án với chức năng chính làm căn hộ, kết hợp thương mại, với 6 tòa nhà cao tầng, từ 12 tầng đến 48 tầng. Còn ba lô còn lại, nằm sát quảng trường trung tâm, có chức năng làm văn phòng và khách sạn, kết hợp làm thương mại, với 4 tòa nhà cao tầng, từ 24 tầng đến 60 tầng. Riêng khối đế dự án theo quy định chung của khu đô thị Thủ Thiêm đã có từ trước là 4 tầng. Như đã biết, năm 2014, Lotte khánh thành tòa nhà Lotte Center tại quận Ba Đình, Hà Nội. Công trình gồm 65 tầng và được đầu tư với số vốn khoảng 400 triệu USD, một con số thuộc hạng khổng lồ và là một trong những công trình khủng tại thủ đô thời điểm đó. Tập đoàn Lotte, một trong những tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc, bắt đầu kinh doanh tại thị trường Việt Nam từ năm 1998. Hiện hệ sinh thái của ông lớn này ở Việt Nam gồm nhiều mảng khác nhau như bán lẻ, thực phẩm, hóa chất, sản xuất, dịch vụ tài chính, bất động sản. Hiện nay khu đất này vẫn chưa được triển khai xây dựng gì ngoài dày đặc cỏ hoang dại
và động thái mới nhất sau khi được chính quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh là nhà đầu tư đã cho dựng hàng rào ngăn cách.